Em không hiểu sao cái việc ống thật đều ống thật. Tại có thấy cái ống bên này là nó kéo thế mặt thế này. Ông về nàng, túi về nàng. Ủa? Mấy cái đó là ống về nàng, mấy cái này là ống về nàng. Cái này là túi về nàng chứ, túi. Đây là nhiều túi mở ra nè. Túi về nàng, ống là ống nào? Ống là khi nào người ta nó một cái đường ống dài. Đây ví dụ bạn thấy nè. Nè, nó tạo ra một cái đường ống dài như thế này nè. Không thấy gì. Trong cái sau cái làm này nó không có kìa. Ai ơi, rồi mình quay lại nãy là mình thấy được cái đẻo phế quả chính thức rồi. Chính thức rồi. Đấy, cái nào để cái quả tặng. Tặng thì trong cái này không có, cái làm này không có sao vậy con, cái làm khác đi. Sao đâu vậy? Cái này có làm năng không phô à? Tiếp kéo tiếp thật không? Động mạnh. Có mau mạnh, nó tĩnh mạch cám nè. Tĩnh mạch nè. Đây cũng tĩnh mạch nè. Dạ, bây giờ đây, ví dụ như những cái này nè, bạn thấy nè, nó phải kéo ra một cái đường dài như vậy, nó gọi là ống nè. Không, cái là ở cái bình kính nhỏ, mình đã thấy là nó dài như vậy rồi á. Nè. Đó, nó kéo ra một cái đường ống dài. Giờ mình kiếm đẻo phế quản chứ. Không không, cái này lên thôi. Bây giờ anh có phương tiện nhưng mà khác. Có nghĩa là phải thấy được cái việc môn rồi, em thấy rồi. Đây là biểu mô của nó là cái nào vậy? Là cái này hay là cái màu nhân đen này? Thì nguyên cái này nhân của nó đó. Cái này là mình thấy cả tế bào nữa và thấy nhân và cả bào tương nữa. Nhân của nó đa số khi mà người ta nói tế bào thì đa số là người ta nói nhân. Nhưng mà có những cái tế bào mình chỉ thấy nhân, nhưng mà có những tế bào mình sẽ thấy cả bào tương. Và đó hàng nhân đa số là người ta sẽ nhìn vào cái hàng nhân để mình biết đó là tế bào. Và đó mình thấy nhân nó nằm chỗ nào? Thấy cái phần bào tương phía trên đó nè. Rồi, xung quanh. Vô trong